Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh có khoảng gần 10 xe ô tô đang chạy tốc độ cao thì bị nổ lốp do cán phải đinh ở đường Mỹ Phước Tân Vạn. Nhận được tin báo ngay trong đêm khuya, lực lượng chức năng ở thị xã Bến Cát, huyện Bao Bàng đã lập tức đến hiện trường và truy đuổi chiếc xe nghi giải đinh. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 22 tháng 8, có khoảng 10 chiếc xe ô tô bị thủng lốp trao đảo vì cán đinh khi lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn từ thị xã Bến Cát đến huyện Bào Bàng, Bình Dương. Các tài xế cho biết, khi đang lưu thông với tốc độ cao trên đường Mỹ Phước Tân Vạn thì bất ngờ nổ lốp xe. Tài xế xuống xe kiểm tra thì phát hiện bánh đã cán trúng đinh, mảnh kim loại sắc nhọn, nghi bị dài đinh trên đường. Theo xác minh của phóng viên, trong đêm ngày 22 tháng 8, tại khu công nghiệp Bào Bàng xuất hiện một xe ô tô chưa rõ biển số, có biểu hiện nghi vấn. Vì vậy, cảnh sát huyện Bào Bàng đã bám sát theo dõi. Khi đến gần thì đối tượng điều khiển xe ô tô tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng công an và đội phòng chống tội phạm truy đuổi trên các tuyến đường trong khu công nghiệp Bào Bàng và đường Mỹ Phước Tân Vạn. Trong quá trình bỏ chạy, các đối tượng ngồi trong xe ô tô xì thơi cay và ném các vật thể, mảnh kim loại sắc nhọn vào lực lượng công an để chống trả và ngăn cản sự truy đuổi trên đoạn đường bị phước tân vạn vụ việc khiến ô tô của lực lượng truy đuổi bị thiệt hại do chúng phải mảnh thép mà các đối tượng đã ném ra sau khi xảy ra lực lượng chức năng cũng đã tích cực đi thu gom các mảnh thép kim loại trên đường sau khi truy đuổi